nay là lớp mình là lớp chuẩn đó là định hướng hay là các chuyên lớp khoa một gì định hướng là thì hôm nay tôi được sự phân công của khoa thì được trình bày cái phần đại cương về DSA. Các anh chị nào có làm về DSA chứ? Chưa là chủ yếu là mình làm về những nhóm ảnh với lại chắc làm ngoài ngành những nhóm ảnh cũng nhiều. Xin phép ngồi ha, tại vì máy nó trục trặc thành ra không có biết. Thì DSA là cái chữ viết tắt của cái từ Digital Subscription and Geography, là chữ mật số hóa sáng lần. Thì phần trình bày gồm có những cái nội dung sau về kỹ thuật khảo sát, về lịch sử chụp mạch máu, kỹ thuật chụp mạch máu chỉ định và biến chứng khi mà chụp DSA. Thì kỹ thuật chụp mạch máu sẽ có là không xâm lấn cũng như là xâm lấn. Thì không xâm lấn là có siêu âm Doppler chụp CT mạch máu cộng từ mạch máu, đây là nấm siêu âm Doppler. Doppler mình có thể khảo sát Doppler máu cũng như là Doppler phổ đánh giá cái mạch máu, đây là chụp CT mạch máu. Thì mình bơm thuốc cản quang vào trong lòng mạch máu và mình khảo sát lòng mạch máu, đây là nấm CT mạch máu, đây là hình cộng từ mạch máu, mình có thể đánh giá được mạch máu. Cộng từ mạch máu thì có hai dạng, một là mình sử dụng kỹ thuật top 3D thì mình không cần phân bơm thuốc. Đối với những trường hợp mà mình không bơm thuốc mà hình ảnh thấy rõ là mình khỏi cần phải phun thuốc, còn một số trường hợp mà hình ảnh không rõ thì chúng ta mình mới cần bơm thuốc. Những kỹ thuật xâm lấn hơn, ví dụ như siêu âm trong lòng mạch máu hay là chụp mạch, đây là siêu âm trong lòng mạch máu, mình đưa cái đầu dò vào trong lòng mạch máu và mình khảo sát. Siêu âm này hiện nay ở Chợ Rẫy đã có triển khai cái siêu âm trong lòng mạch máu. Và đây là chụp mạch máu. Chụp mạch máu thì nó có nhiều loại cái thuốc tương tự. Đây là chụp mạch máu sử dụng thuốc cảm quan. Còn dưới này là người sử dụng thuốc cái chất tương phản là CO2. Về thế nào là chụp mạch máu? Thì chụp mạch máu là mình khảo sát trong lòng mạch máu. Thì lòng mạch máu có thể là động mạch, tĩnh mạch cũng như là khảo sát đường tim. Thì bằng cách là mình bơm cái chất tương phản vào trong lòng mạch và sau đó ghi hình dưới cái màn soi huyền quang. Thì nó có thể là mình chụp trong lòng động mạch là arteriography. Và cái từ mà angiography mình hay sử dụng đó là người ta ngầm hiểu là chụp động mạch. Và cái thứ hai là venography là chụp tĩnh mạch. Thì có thể sử dụng một cái từ khác là plethography hoặc là chụp buồng tim. Chụp động mạch là mình luồn một cái ống thông vào trong lòng động mạch và mình bơm cái chất tương phản vào trong lòng động mạch và khảo sát cái hệ thống mạch máu. Chụp tĩnh mạch cũng vậy, thì đưa ống thông vào trong lòng tĩnh mạch và khảo sát mạch máu, thì tĩnh mạch thì nó vẫn luồn ngược từ ngoài biên vào về trung tâm, mạch máu nó sẽ cái hướng ngược lại so với cái hướng của động mạch. Và khảo sát cái buồng tim thì tim mạch can thiệp thì mình có thể khảo sát trong lòng buồng tim hoặc là khảo sát mấy cái động mạch vành. Lịch sử chụp mạch máu thì đầu tiên cũng là lịch sử phát hiện ra TS của ông Röntgen vào năm 1895. Đó là vào năm 1901 và ông được giải Nobel đang về cái phát minh này. Sau đó thì Hatchett và Lilienthal đã dựng một cái hình mạch máu đầu tiên, rồi cắt bơm cái cảm quan vào trong lòng mạch máu như cái mạch tay. Sau đó thì được phát triển lên bởi những cái bác sĩ
sĩ khác, ví dụ như đây là ông Sonic là khảo sát mạch máu não đầu tiên. Và đến năm 1953 thì Salinger là người giới thiệu cái kỹ thuật tiếp cận mạch máu an toàn và hạn chế những tổn thương trong lòng mạch, và cái kỹ thuật này được ứng dụng cho đến ngày nay. Cái kỹ thuật tiếp mạch máu thì đầu tiên là cái kỹ thuật đặt cái ống thông vào trong lòng mạch máu dựa theo cái kỹ thuật của Salinger. Thì đây là một cái bộ dụng cụ để đưa cái ống thông vào trong lòng mạch máu. Cái gần có một cái này gọi là cái ship, và một cái sai arm để kiểm tra sau khi mình đưa vào trong lòng mạch máu. Và nó có một cái này gọi là cái ống thông lòng hay là điện laser để kim để tập dò về dao rạch da, cái xi lanh cũng như là cái dây dẫn. Thì kỹ thuật chụp đầu tiên là mình xác định một cái vị trí ở trên bề mặt da, cái vị trí nào mạch máu mình có thể tiếp cận được, và mình tiến hành mình chọc dò. Thì thông thường nó có nhiều cái vị trí có thể bắt mạch được, chủ yếu là cái vùng bẹn đùi, động mạch đùi hai bên, động mạch quay hay động mạch cánh tay, động mạch nách. Và thông thường là người ta sử dụng cái vị trí của động mạch đùi bên phải, vì các phẫu thuật viên là quen đùi tay phải, mình đứng bên phải nên là mình tiếp cận qua được bẹn đùi bên phải. Thì cái kỹ thuật này là nó qua cái nhiều bước, các anh chị có thể tham khảo xem cái phần diễn thuyết. Mình cơ bản là khi mà tiếp cận về động mạch đùi thì người ta có hai cái phương pháp, một là phương pháp là chọc một thành, hai là phương pháp chọc hai thành. Thì đây tôi giới thiệu một cái phương pháp chọc hai thành là mình đưa một cái kim chọc dò vào. Thì kim này nó sẽ gồm có hai phần, một phần là cái ống cái lồng kim loại, còn một phần là cái lồng nhựa. Mình sẽ xuyên qua cái thành thứ nhất và xuyên qua luôn cái thành thứ hai, sau đó rút cái lồng kim loại ra thì cái lồng nhựa nó vẫn còn ở trong xuyên qua thành thứ hai. Thì sau đó mình tiến hành rút nhẹ nhẹ cái lồng nhựa này ra cho tới khi mà cái đầu của lồng nhựa vào trong lòng mạch máu. Thì máu ở đây là áp lực của động mạch, đó là máu nó rất là mạnh thì nó phun mạch máu ra. Thì sau đó mình luồn cái dây dẫn vào qua cái lồng nhựa này vào trong lòng mạch. Thì sau đó mình sẽ rút cái lồng nhựa ra và mình đưa cái bộ ship vào đây. Thì qua một cái dây dẫn như vậy thì cái lòng mạch dường như nó tương đối an toàn, nó không có tổn thương cái lớp nội mạc. Được tiếp cận thì mình có thể là tiếp cận qua đường động mạch để mình khảo sát cái hệ vùng tim bên trái cũng như hệ động mạch, và tiếp cận qua đường tĩnh mạch để khảo sát cái vùng tim bên phải và hệ tĩnh mạch. Dụng cụ thì nó có những cái dụng cụ cơ bản là những cái ống thông gọi là cái catheter, những cái dây dẫn là gai quai và cái tương tạng. Kỹ thuật khảo sát thì nó có hai dạng kỹ thuật. Kỹ thuật thông thường đối với những cơ quan chuyển động như tim, ví dụ như bên tim mạch can thiệp là mình sử dụng thông thường là mình chỉ có soi thôi. Còn những cái cơ quan mà nó không chuyển động, ví dụ như não, chi, ngực, bụng rồi, thì mình có thể chụp bằng phương pháp là chụp xóa nền. Và xóa nền là xuất phát từ cái nguyên lý xóa nền được ông Long ông đưa ra ý tưởng đó, và hiện nay được dùng cái từ chụp mạch xóa xóa nền để từ đây xây nhiều cái ý tưởng. Là đầu tiên là mình chụp cái hình khung trước, cái hình này là không có tiêm thuốc. Sau đó mình cũng chụp đúng cái vị trí cái hình đó và đồng thời tiêm thuốc cản quang vào trong lòng mạch. Thì sau đó những cái phần mà nó trùng lắp với nhau người ta sẽ xóa nền đi, thì chỉ còn lại mạch máu thôi. Thì cái hình này lúc đó là cái hình mạch máu và không có cái hình nền, và cái hình mạch máu nó sẽ rất là rộng. Đó là nguyên lý về xóa nền. Thì có hai cái, hiện nay là có hai cái dạng máy chụp mạch xóa hóa xóa nền. Một cái dạng là có một bệnh viện thì gồm có một cái bóng phát tia phía dưới và một cái detector để thu nhận tia sau khi đi qua người bệnh nhân. Và cái này là được sử dụng thường nhất, cái máy tại bệnh viện Chợ Rẫy. Và cái máy thứ hai là máy hai đường điện, thì hai đường điện thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cái trang bị thần kinh hay bệnh viện khoa, giảm nhiều tia rồi đồng thời giúp cái phẫu thuật nó tiến hành nhanh hơn. Đưa cái ống thông vào trong lòng mạch. Ý định thì
dự định chính là chẩn đoán hay là trước phẫu thuật và điều trị quan trọng nhất hiện nay đối với DSA là chỉ định về trước phẫu thuật cũng như là chỉ định điều trị. Còn chỉ định về chẩn đoán là có các phương tiện xâm lấn hơn như CTA và MRA là có thể giúp chẩn đoán tốt về bệnh lý mạch máu, rồi DSA hỗ trợ thêm một phần đối với những trường hợp khó chẩn đoán hay là những cái cần thêm thông tin trước khi điều trị. Chẩn đoán mình có thể chẩn đoán những cái bất thường về mạch máu, ví dụ như những cái biến thể mạch máu hay là những cái bất thường bẩm sinh giảm sản sản mạch máu v.v. Đây là một cái dạng biến thể mạch gan, có nhiều dạng biến thể mạch gan. Đây là một cái dạng thông thường nhất là đây, các anh chị có thể tham khảo cái này. Đây là một cái dạng biến thể của mạch gan, từ mạch gan chung từ cái động mạch mạch kèo hẹp lên về mặt gan phải xuất phát từ mặt mạch hoặc là những cái tồn tại mạch máu bẩm sinh. Đây là một dạng tồn tại mạch máu bẩm sinh là cái tồn tại ở mạch sinh ba, cũng có rất nhiều dạng tồn tại mạch máu bẩm sinh nên cũng có thể tham khảo đây. Những cái giảm sản hay rút sản mạch máu thì là cái động mạch não trước bên phải cái đoạn A1 thì mình không thấy ở trên cái hình chụp mặt, và cái động mạch não trước bên trái thì nó sẽ cấp máu luôn cho cả cái phần động mạch não trước đoạn A2 cho lên cả bên phải. Về chẩn đoán cái tổn thương mạch máu, thì những cái dị dạng mạch máu bẩm sinh, dị dạng mạch máu bẩm sinh cái vùng trên, những cái bệnh lý tim mạch như bệnh được đặt tay da su, bệnh lý mô liên kết, đây là hình ảnh điển hình của một cái bệnh lý mô liên kết loạn sản sợi cơ. Hình ảnh những cái hẹp hay bắt mạch máu, trường hợp hẹp của động mạch não trong động gốc hẹp da su trước và sau khi can thiệp tắt cái động mạch não giữa trước và sau khi can thiệp tái phẫu thì đó là co thắt mạch. Co thắt mạch với lại giảm sản là những cái đó có gì nó phải thường là co thắt mạch thì nó sẽ co thắt đều hết mà nó có một cái nguyên nhân ví dụ như một cái xuất huyết trước đó kích thích làm cho co thắt mạch nên co thắt đều từ đoạn cuối động mạch bên trong động mạch bên giữa về động mạch trước sẽ co thắt nặng co thắt rất rõ thành mạch có não có nhiều cái dạng thành mạch khác nhau từ dạng túi mình dạng chu vi con rồi từng nó vỡ ra. Cái bóc tách mạch máu cái hình dạng một cái bóc tách của động mạch giữa cực dị dạng động tĩnh mạch. Bản chất một cái dị dạng để chẩn đoán một cái dị dạng động tĩnh mạch là nó phải có ba thành phần, nhất là mạch máu nuôi, cái động mạch nuôi, thứ hai là một cái ổ dị dạng, thứ ba là cái tĩnh mạch dưỡng lưu. Nó có thể là có một hoặc là nhiều động mạch nuôi, một hoặc nhiều tĩnh mạch dưỡng lưu, nhưng mà phải có đủ ba thành phần đó thì mình mới chẩn đoán một cái dị dạng động tĩnh mạch. Cái thương có thể nó có những cái hình ảnh thoát mạch khi mình chụp bơm thuốc vào thì thấy cái thuốc cản quang nó thoát ra khỏi động mạch. Sau một khoảng thời gian thì những cái mô xung quanh nó bao phủ lại thì không còn thấy hình ảnh thoát mạch nữa, thường là đây là giai đoạn mãn cấp hoặc là giai đoạn muộn thì lúc đó là mình thấy một cái cấu trúc dạng phình và bản chất nó không có cái lòng thật, không có cái thành thật, thành ra là nó là mình sẽ nói là một cái giả phình. Còn phình mạch là nó có cái thành, còn một giả phình là nó không có cái thành. Cái giò động tĩnh mạch đây là giò động tĩnh mạch, nó không được tiếp từ cái động mạch cảnh chung vào trong cái tĩnh mạch cảnh trong. Chẩn đoán các u mạch máu
thuốc tăng sinh mạch máu nhiều thì mình có thể chẩn đoán dễ dàng trên cái bệnh giật mạch, đồng thời mình có thể chẩn được nút tắc cái mạch máu luôn có u đó. Điển hình nhất là những cái não có u màng não, u máu, u sơ vỡ, u sơ tử cung là những cái tổn thương u mà nó tăng sinh mạch máu rất nhiều. Và cái vai trò quan trọng thứ hai đó là trước khi phẫu thuật thì mình hỗ trợ để can thiệp trước khi phẫu thuật. Mình có thể giảm hoặc là tắt mạch máu trước khi phẫu thuật. Thì đối với trường hợp là u hoặc là những dị dạng mạch máu, ho ra máu thì một số trường hợp là mình có thể điều trị hẳn luôn. Và một số trường hợp mà tổn thương nó to quá thì mình sẽ hỗ trợ trước khi bệnh nhân phẫu thuật hoặc là những cái điều trị tiếp theo. Dù đây là một trường hợp u máu ở gan thì chụp lên nó tăng sinh mạch máu rất nhiều và sau khi mình phương pháp thì tắt hoàn toàn cái u. Cũng như đây là một cái ung thư tế bào thận mà cũng đây là tăng sinh mạch máu trước khi can thiệp và sau khi can thiệp. Như vậy sẽ hỗ trợ được nhu cầu đầu tiên của nhân thể hoặc tắt cái khối u đó ra. U sơ tử cung. Hiện nay cái vai trò của can thiệp mạch trong cái điều trị u sơ tử cung là rất lớn. Thì có những cái trường hợp mà u sơ tử cung nhiều khối bóc tách ra từ phẫu thuật rất khó, thậm chí bệnh nhân phải mổ cắt tử cung. Thì những cái trường hợp này khi mình can thiệp mạch mình tách từng cái khối u sơ này thì sau một khoảng thời gian theo dõi thì cái u sơ nó giảm kích thước lại, thậm chí những cái khối u nhỏ có thể là điều trị được luôn. Hỗ trợ đối với những nguyên nhân mà cần có tiếp tục có thai sau này. Những dị dạng mạch máu, có những cái dị dạng mạch máu thì đây là một cái tổn thương lớn thì can thiệp mạch cùng với phẫu thuật và xạ phẫu thì sẽ kết hợp với nhau để điều trị cho những cái trường hợp dị dạng như thế này. Có những cái trường hợp dị dạng mình có thể can thiệp mạch điều trị triệt để hoàn toàn, nhưng mà có những cái trường hợp mình cần phải phối hợp với phẫu thuật cũng như xạ phẫu sau đó. Đây là một cái trường hợp dị dạng mạch máu não trước và sau khi can thiệp nấm tự nhiên kết thẳng và sau khi can thiệp là bị tắc và đi hoàn toàn. Ho ra máu là một trường hợp cũng rất là thường gặp. Hồi xưa khi mà trước khi có can thiệp mạch, những trường hợp ho ra máu như thế này điều trị nội khoa cũng có giảm, thậm chí những trường hợp nó phải mổ cắt phổi. Thì bây giờ là có can thiệp mạch thì mình tắt mạch hỗ trợ rất là nhiều. Ở đây bệnh nhân một tuần như vậy là có thể có 2-3 ca từ bên phải phát triển qua để hỗ trợ trong trường hợp ho ra máu, cũng như là trên 18 chỉ số. Một cái vai trò rất lớn của can thiệp mạch ngày nay là vai trò điều trị gần như tất cả các dạng bệnh lý mạch máu, từ đầu đến chân tất cả các bệnh lý về mạch máu. Thì ví dụ mạch máu nó vỡ xuất huyết hoặc là những cái khối u mình có thể nút tắc lại, và những cái mạch máu nó bị hẹp thì mình sẽ tạo thành và đặt stent. Và những cái mạch máu nó bị tắc giai đoạn cấp thì mình sẽ sử dụng thuốc tiêu sợi huyết để bơm trực tiếp vào trong cái chỗ trực tiếp khối đó, hoặc là dùng dụng cụ để lấy một chiếc khối ra. Và những cái kỹ thuật khác để hỗ trợ trong cái ví dụ như ở ngoại biên có những kỹ thuật tạo sinh, trong trường hợp mà bệnh nhân có tăng áp cửa mình có thể sử dụng kỹ thuật để tạo cái sinh từ cửa sang hệ chủ, hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân có cái khối u ở gan phía bên phải nhưng mà cái gan bên trái thì cái thể tích nó không có đủ lớn để mổ cắt cái khối u đó, thì có thể làm thêm tắc cửa để hỗ trợ làm cái gan bên trái nó tăng kích thước lên đủ để bù trừ cho cái gan bên phải khi mình phẫu thuật cắt cái gan phải ra. Đó là những cái kỹ thuật mà thêm tắc trên mặt cửa để hỗ trợ trong điều trị mà ho ra máu. Hối ra máu thì bệnh nhân có giảm tĩnh mạch như thực quản, sơ gan giai đoạn cuối. Đây là trường hợp nước mặt thì những cái xuất huyết hay là những khối u
là dị dạng động tĩnh mạch. Do động tĩnh mạch thì mình đưa cái vật liệu kim tắc vào đó, tùy động cơ mình sẽ chọn lựa cái vật liệu kim tắc khác nhau để mình kim tắc. Như trường hợp xuất huyết sau mình chấn thương hoặc là sau phẫu thuật, hoặc là những cái xuất huyết tự phát dẫn đến cái vỡ cái phần tĩnh mạch chảy máu mũi tự phát cho ho ra máu, thứ không ho hóa được gần. Đây là cái trường hợp xuất huyết dạ dày của cái động mạch bị trái, thì tiến hành đưa cái vật liệu kim tắc vào nước sắt và không gặp có cái vị trí chảy máu nữa. Cái trường hợp này nếu mà lúc trước chưa có can thiệp mạch thì sẽ rất là khó khăn, khó khăn cho cả nội soi, cho cả nội soi tim. Đây là một cái giả phình lớn từ cái nang giả tụy. Thì trên hình trực mặt khi vào trực thì có một cái giả phình này, thì mình tiến hành chọn lọc, siêu chọn lọc vào cái nhánh mạch máu này và tiến hành thả những cái cuộn co vào để bắt cái giả phình. Như đây là một trường hợp một cái giả phình của động mạch bị tá, khi mà trực mặt vào và siêu chọn lọc vào thì trực ra một cái giả phình này. Tiến hành nút tắt và trực kiểm tra cả cái thông nối từ cái động mạch mặt dây đàn treo lên thì không còn thấy cái giả phình. Đây là cái giả phình sau khi một cái phẫu thuật, thì một cái giả phình rất là lớn, thì cũng chọn lọc và tiến hành tiêm tắt. Sau khi tiêm tắt không còn thấy cái giả phình. Là ho ra máu thì có cái hình ảnh mà tăng sinh mạch máu rất là nhiều, và mình cũng chọn lọc và tiến hành tiêm tắt cái chỗ mạch máu tăng sinh. Một cái sự phát triển rất lớn hiện nay đó là những cái trường hợp mà can thiệp mạch máu não. Hiện nay gần như tại bệnh viện Chợ Rẫy 60-70% trường hợp các tai biến mạch máu não cũng như là tắc mạch cũng như là xuất huyết não là được can thiệp bằng mạch, là chiếm khoảng 60 thậm chí là 70% trường hợp. Ví dụ như những cái tình mạch hồi trước là mình mổ dùng một cái tuyết mình kẹp ngang cái túi phình, nhưng ngày nay là gần như là mình đưa chọn lọc vào, đưa một cái vi ống thông vào trong này và tiến hành thả những cái tù kim loại như vậy, tôi gọi là cái coil, thì bứt cái túi phình lại. Và sau khi làm thậm chí gần 1-2 ngày là bệnh nhân có thể xuất viện được, và để gần như rất ít di chứng, tỷ lệ biến chứng cũng rất là thấp. Làm từng mặt trước và sau khi can thiệp xong rồi mình không còn thấy cái túi phình. Đây trường hợp cái sơ cứu tim nó như là một cái trường hợp mà khác nữa, đó là điều trị cái ung thư gan, ung thư biểu mô tế bào gan HCC. Thì thay vì mình chỉ có tắt mạch chọn lọc đơn thuần bằng cái vật liệu kim tắc thôi, thì người ta sẽ kết hợp với lại bơm thuốc điều trị ung thư và trực tiếp là trong khối u, thì nó có nhiều cái kỹ thuật thường quy là mình sẽ bơm cái hóa chất kết hợp với Livedrol vào trong cái khối u này, và sau đó dùng cái chất kim tắc tắt cái nhánh mạch máu nuôi khối u lại. Đây là hình ảnh trước khi tosi. Cái kỹ thuật này người ta dùng gọi là tosi, tức là kim tắc bằng hóa chất qua đường động mạch mà kết hợp với là Livedrol, gọi là kỹ thuật tosi. Ngày nay thì có những cái kỹ thuật mới hơn, thì thay vì là cái hóa chất đó kết hợp với Livedrol để đưa cái vào điều trị ung thư vào tới nơi đó, thì người ta dùng một cái loại hạt, và cái hạt đó là nó ngậm thuốc điều trị ung thư, người ta đưa vào trong đó thì thuốc nó sẽ phóng thích cái hóa chất điều trị ung thư theo thời gian, đồng thời cái hạt đó nó cũng có tác dụng là tắt mạch luôn. Cái hiệu quả điều trị cái khối u này nó sẽ cao hơn so với phương pháp thường dùng. Và một cái mới nữa là cái hạt đó là hạt nó mang cái đồng vị phóng xạ,
để điều trị xạ trị trong. Thay vì xưa mình chiếm thị xạ một số trường hợp, thì bây giờ cái hạt nó gắn vào vị của xạ và mình đưa vào trong đó, và nó sẽ phóng thích cái phóng xạ đó để điều trị cái khối u. Dị dạng động tĩnh mạch như là cái trường bài đó, trước khi can thiệp, sau khi can thiệp. Giò động tĩnh mạch thì giò động tĩnh mạch có thể là một cái giò sau khi chấn thương, một cái thông nối động tĩnh mạch trực tiếp. Ở đây thường mình hay gặp nó là một cái giò mặt cảnh xoang an. Các chị nếu mà làm về lĩnh vực về chấn thương hoặc là về lại thần kinh thì có thể nghe cái vấn đề này, do mặt cảnh xoang an mà sau một cái chấn thương cái vùng đầu mặt cổ thì những cái xương ở vùng sàn sọ có thể làm tắc cái đầu mặt cảnh trong cái đầu xoang an và dẫn đến một cái thông nối trực tiếp cái hình minh họa. Thông nối đây là cái đoạn xoang an, cái đầu mặt cảnh trong ngang cái đoạn xoang an ở đây. Nếu mà một cái chấn thương làm cho những cái xương này nó làm cắt cái động mạch cảnh trong là nó không từ động mạch cảnh trong vào trong xoang an, theo thời gian thì mạch máu nó sẽ giãn ra, các tĩnh mạch vùng xoang an nó giãn dẫn đến lồi mắt, nó giãn cái tĩnh mạch mắt và lồi mắt. Hồi xưa đối với cách đây chắc khoảng mười mấy năm, và nếu mà những cái trường hợp như vậy á, là rất khó khăn cho phẫu thuật viên, tại vì cái đoạn xoang an là cái đoạn mà nó nằm sâu ở lòng sọ, mổ ra để kẹp cái vị trí mà rách đó là vị trí không thể, và người ta chỉ có cái cách là người ta thả cái miếng cơ và người ta mổ phẫu thuật mở một cái chỗ gần mặt cảnh trong cái đoạn ngoài sọ đây, người ta lấy một miếng cơ người ta treo vào trong sợi chỉ để thả lên. Thì như may thì cái miếng cơ nó sẽ bít được cái chỗ cái lỗ rách này, còn nếu không thì cho lên trên não luôn thì kiếm việc nữa nhiều, thậm chí là nó tắt không được ngay vị trí đó, giò vẫn còn. Thì từ khi mà phát triển cái can thiệp mạch thì người ta sử dụng một cái loại vật liệu là cái bóng, đưa một cái ống thông vào đây, ống thông thì có mang một cái bóng đưa vào đây và bơm bít cái bóng lại, bít cái bóng lại từ phía cái xoang an. Thì theo thời gian thì cái chỗ nội mạc mình nó sẽ còn ngặt quá và nó sẽ bít lại cái chỗ cái lỗ giò này. Đây là cái hình ảnh bên ngoài trước khi can thiệp, nó lồi mắt rất là chữ. Một cái trường hợp khác nữa là giò tĩnh mạch màng cứng. Thì động tĩnh mạch màng cứng thì nó cũng hay xảy ra ở vùng xoang an, và bệnh nhân cũng có biểu hiện là đỏ mắt, lồi mắt nhưng mà nhẹ hơn cái trường hợp mà giò trực tiếp, này nó giò gián tiếp. Thì những cái trường hợp này thì mình sẽ đi điều trị ngược dòng, thay vì đi đường động mạch vào cái chỗ rách để mình bắt những cái trường hợp giò trực tiếp, thì này mình sẽ đi ngược dòng qua đường tĩnh mạch vào trong xoang an, tắt được từ trong xoang an thật ra. Đây là trường hợp trước và sau. Và đây là một cái bản giò, giò động tĩnh mạch màng cứng trên xoang an, trước khi can thiệp và sau khi can thiệp. Cái kỹ thuật thứ hai là đối với những trường hợp máu thì mình tạo hình mạch máu hoặc là trong động mạch. Đây là minh họa về cái kỹ thuật tạo hình mạch máu. Bệnh nhân có cái hẹp mạch máu, mình đưa một cái dụng cụ gọi là một cái bóng nông vào và tiến hành nông cái bóng ra, thì nét cái mạch máu vào trong cái mạng sơ vữa vào trong cái thành mạch và mở ra cái cỡ hẹp ra. Đây là một cái này trước khi can thiệp và sau khi can thiệp. Thì mình quy định là xem khi nào, khi mà cái nông mạch máu không thành công, sau khi nông xong thì có trường hợp nó bị tái hẹp lại, mình phải sử dụng cái stent để mình tạo ra cái cố định. Thì bản chất mạch máu nó có sự co hồi lại, sau khi mình nông ra thì ung thư phẫu thuật cũng là hẹp lại. Thì những trường hợp đó mình phải đặt cái stent và hẹp nó tạo ra cái cố định.
stent có một cái lớp bao phủ bên ngoài cái stent, thay vì chỉ là cái stent để nâng cái mạch máu ra không, nó bằng một cái khung kim loại, thì bây giờ người ta phủ một cái lớp sinh học ở phía ngoài cái stent đó, người ta gọi là stent phủ hay là stent wrap. Đối với những cái trường hợp tình phẫn lồ thì nó sẽ che cái chỗ cái tình này, thì nó sẽ bán hào một mặt lại, hoặc là những cái bọc thắt mạch máu thì cũng nâng ra để nó kép cái lớp nội mạc vào trong cái thành mạch, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái là những cái trường hợp bọc thắt cái tốt. Thì đây là trường hợp mà nó kẹp nội mạch bên trong, thì ta đặt cái stent ngang cái chỗ nội mạch bên trong. Mình cũng đưa cái stent ngang cái vị trí này và buông cái stent ra để tấn công lại cái nội mạch. Nên là lẫn bên ngoài trước khi can thiệp mà kẹp tức là trước cái nội mạch bên trong và sau khi can thiệp. Đây là trường hợp đặt stent rác, hay là cái stent mà nó có lớp phủ bên ngoài, hay là cái lớp bao phủ bên ngoài cái stent, thì những cái trường hợp một bệnh dạng fusiform đặc biệt cho động mạch chủ, thì hồi xưa người ta phải mổ và làm một cái rác máu gan cắt bỏ cái bệnh này, thì hiện nay người ta gần như là 60-70% trường hợp là đặt một cái tên men cho đó và tái tạo lại động mạch. Đây là động trước khi can thiệp, sau khi can thiệp tái tạo. Những trường hợp huyết khối tắc cái mạch máu thì mình có thể sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trùng động mạch chỉ định trong những cái huyết khối cái chỗ ghép mạch máu và những cái huyết khối mạch máu cắt từ một nơi khác trôi tới hoặc là tại chỗ hình thành cái huyết khối tại chỗ hoặc là sau cái phẫu thuật. Đây là một cái trường hợp tắc cái động mạch chủ nhân và sau khi em tắt xong. Và ngày nay người ta phát triển thêm những cái dụng cụ khác để hỗ trợ trong quá trình điều trị cái tắc do huyết khối. Những trường hợp huyết khối rất là cắt mở những mạng sơ vữa cứng từ những vị trí khác trôi tới, thì nếu mà sử dụng thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ thì nó sẽ không có làm tan được cái huyết khối đó, do đó người ta sử dụng những cái dụng cụ khác để hỗ trợ cái huyết khối ra. Thì một trong những dụng cụ đó là cái stent, đây là trường hợp tắt cái động mạch ống giữa, thì người ta sẽ đưa cái dụng cụ vào và buông cái stent đó ra, và sau đó cái stent này nó sẽ bám chặt vào trong cái cục huyết khối và kéo nó ra. Đây là cái trường hợp mình phải cái tắt cái động mạch cánh trong và sau khi lấy huyết khối ra tái thông là động mạch cánh trong làm giữa lại một cái động mạch. Có nhiều loại dụng cụ để lấy, đây là cái dụng cụ Mercy, nó khoan vào cái trong cục huyết khối giống như cái nguyên tắc của cái đồ khu vũ ban, nó xuyên qua rồi đây là cái đỏ để lấy huyết khối. Kỹ thuật khác là kỹ thuật thiết và trường hợp những cái bệnh nhân sơ gan giai đoạn cuối có tăng áp lực tĩnh mạch cửa nhiều thì người ta có thể làm cái xâm trực tiếp từ cái hệ chủ qua cái hệ cửa nối thông qua một cách đặt một cái stent nối giữa cái hệ cửa và hệ chủ vào để làm giảm áp cho cái hệ tĩnh mạch cửa. Kỹ thuật này gọi là kỹ thuật thiết. Đây là cái kỹ thuật thiên tắc cửa. Như là nãy đã trình bày, bệnh nhân có một cái khối u ở bên gan phải, cần phải phẫu thuật cắt bỏ cái khối u này. Tuy nhiên cái thể tích gan còn lại không đủ để đảm bảo cái thông gan đó, người ta sẽ tiến hành là thiên tắc đầu lọc vào cái tĩnh mạch cửa bên phải và thiên tắc tĩnh mạch cửa. Thì sau khi theo dõi thì cái kích thước của cái gan tăng lên, thì nó tiến hành cho nó cắt bỏ cái khối u đó, cái phần gan còn lại để điều trị.
làm cái gì nó cũng có cái nguy cơ, có cái do cái tỷ lệ biến chứng của nó. Biến chứng có thể là biến chứng tại chỗ, biến chứng mình trong tim, có thể hoặc là do cái thành quan là liên quan đến tim rồi. Những cái chỗ chập tim thì có thể có những cái có máu tụ hoặc là nó chập thông qua động mạch tĩnh mạch, có thể dẫn đến những cái giò tĩnh mạch hay là một cái tĩnh mạch ở vị trí đó. Hoặc là những cái huyết khối trong lòng mạch máu và nó sẽ trô đến những vị trí khác trong những trường sau mặt. Tuy nhiên những cái báo cáo là thấy tỷ lệ này cũng tương đối là thấp, và do thuốc cản quang thì nó tỷ lệ chung khi mà sử dụng thuốc cản quang có thể là suy thận hay là dưới về liên quan kỹ thuật. Thì khi mà đưa một cái dụng cụ bất kỳ vào trong lòng mạch thì nó sẽ cơ chế bình thường của cơ thể và nó sẽ tạo huyết khối, do đó nó có thể có những cái liên quan đến từ tạo huyết khối máu đông, những mạng sơ vữa, hay đối với trường hợp bệnh nhân có hẹp do sơ vữa có thể dùng cụ nó làm cung cấp những cái mạng sơ vữa đó là cho đến phía khác, có thể gây ra bóc tách mạch máu trên tắc tại chỗ. Tuy nhiên những cái dụng cụ ngày nay người ta phát triển rất là tốt với những vật liệu là dùng như phân gây tổn thương nữa ở động mạch, những cái nguy cơ chứng này cũng rất là thấp. Hạn chế được những biến chứng này bằng cách mình phải đánh giá được những bệnh nhân cẩn thận, cũng như là chọn đường vào mạch máu phù hợp và kỹ thuật mình cũng phải được đào tạo và huấn luyện tốt. Và sau khi làm thủ thuật xong thì ăn kẹp mạch máu tại chỗ và theo dõi. Thì kết luận của bài hôm nay là DSA hiện nay là cái tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán của các bệnh lý mạch máu. Tuy nhiên cái vai trò quan trọng ngày nay của DSA không phải là chẩn đoán nữa, mà là vai trò trong cái trang thiết trước phẫu thuật cũng như là để điều trị những cái bệnh lý về mạch máu. Và với sự phát triển nhanh chóng của những cái dụng cụ trang thiết càng ngày càng hiện đại cũng như là hỗ trợ chống cái nguy cơ tổn thương mạch máu, thì trang thiết càng ngày tối ưu cũng như là điều trị những cái bệnh lý khó và hạn chế được biến chứng. Thank you.